បាទតាមបងធម្មទៅវិសុមគ្រប់បងប្អូននៅលើបណ្ដាសង្គមនៅ YouTube Facebook បាទឥឡូវនៅខាងមុខបងប្អូនពុទ្ធសាសនានេះគឺវត្តមនីសង្កែបាទមនីក៏បានរៀបចំដើម្បីចុកចយលក្ខណៈពណ៌ឡើងវិញឥឡូវបងប្អូនកំពុងតែចាប់ដើមដោះជាងនេះបងធម្មជួយបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមចូលរួមហើយកុំភ្លេចជួយចែកជួយ Like ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីពីបងធម្មទីរបស់បងធម្មទីសូមអរគុណបាទតាមបងធម្មទេវីសូមមកគ្រប់បងប្អូននៅលើបណ្ដាសង្គមមក YouTube Facebook ក៏ថ្ងៃថ្មីសុខសេរីមង្គលថ្មីបាទថ្ងៃនេះបងធម្មទេវីបានមកដល់វត្តមុនីសង្កែបាទវត្តមុនីសង្កែស្ថិតនៅភូមិជើងខណ្ឌបេស្រុកបឡុងពូខេត្តសុកចាំងជាងហើយបងធម្មមកនាំបងប្អូនយើងចូលទស្សនាថ្ងៃនេះក៏លុយសូថាទូកថ្ងៃនេះបានរៀបចំមកអ៊ីចឹងហើយបងធំក៏អញ្ជើញបងប្អូនយើងចូលទស្សនាមកជុំមើលការរៀបចំរបស់ប្រសងក៏ដូចជាប្រធានតងងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងហើយបងធំអញ្ជើញចូលនេះជាផ្លូវចូលបងវងធំទីវិសិនចៅតើកាកបងយូរមើលកូនណាបងឯងវងធំឡើយជួសង្កែពួកអັບជើងខាន់សាជើងខាន់វិញឡុងភូតិនសុកចាំងហ្នឹងកញ្ញាដីរវាងកាន់បិនចង់ព្រឹកដល់ដែរព្រោះហ่ะបងណៃយើងធ្វើមកគង់được hay nghe nói ghe chuẩn bị cạo sơn á thì chưa biết cạo tới đâu thì cũng thơm mà mời tất cả các bạn mình vào bên trong cùng xem yêu thơm một vòng. Quang cảnh rất là đẹp các bạn nha. Cái sự hiệp bên đầu khang đi khlea wat mình đi sang cái này của ơi coi con nó thì cái này đồng bằng thơm mà đảm bảo chăng to tới chuột một ổn riêng tu sanh thêm. Nè chụp view here. Quá đẹp các bạn nha, quang cảnh ở phía bên trong. Bữa nay trời chuyển mưa đang thui luôn cái nhà ơi. Ngày mỹ mẹ còn là nghịch chân ơi à. Chị mời cái nhà vào bên trong ha. Thì cùng xem Dũng Thơm TV. Dũng Thơm TV cảm ơn tất cả các bạn mình rất nhiều. Rồi trời mưa luôn rồi. Mẹ liên hay chân ấy bọn thông nó bằng bồn nhân chô cái sản án này. Rồi chạy ghe phía trong thôi nhà ha. Hiện tại cũng thấy sư á. Đây có Apsara cây nọ là đẹp quá. Giờ nó có còn nữa rất đẹp luôn. Tiểu sử Quân Vũng Thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh nha. Bữa nay Vũng Thơm được quay cập nhật tiếp tục cho cái nhà mình xem đó. Đây là chiếc ngôi chùa Muni Sang Cai thuộc ấp Trường Khánh, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng các nhà. Thì hiện tại anh em đang mài nước sơn, chuẩn bị chét chai và lên hoa văn mới nha. Thì cũng thơm mời tất cả các bạn mình vào bên trong cùng xem á. Đó, hiện tại thì hoa văn bên đây vẫn còn nè. Phần câu là cũng nằm ở trên hết nè. Và tầm bọn thơm mà thơm ọc quân bọn bọn ở tại phần nào là trên nằm bọn thơm mà đi lậu. Bọn bọn mình cùng tại đốc thực năm là bị lần bạch thơm mây. Vật mà đi sang cái thật nào khung trường khăn nó trọc lòng phố khách sọc chăng mà nó rụt thiệp mà hàng ở mà rụt thiệp mà hàng ở nhìn thật mắt quá sắc xảo cái nhá một mệt một cua khuyên cho hào này. Biểu tượng quá đẹp. Bên đây mài xong một bên nữa thì hả? Đó. Mài xong rồi mới bắt đầu chét chai rồi mới chỉnh sửa lại cho đều hết rồi mới bắt đầu lên hoa văn. Lậu bằng ô thêm phung về chạp ở đơn đó. Rồi khách nằm trên hai bình chạp ở đơn chọc cho. Thì mình còn thông còn quay khi mà ôi nó chạp ở đơn chung. Sai chắp đâm chọc chó sai cả. Đó. Chọc nấu sai văn chọc nấu. Muối. Sai muối à? Chọc chó lên đắp lên.
này là trà nhám thôi nha. Đó, cũng mài xong rồi đó, mình hiền để đó thôi á. Bây giờ bọn buôn thân xạ và đoàn túi cho nó lơ đó, không toàn nhanh nó đoàn chó đó. Ở nhà mình xem ha, ở phần trên này cũng toàn cần câu, thì cũng thơm mà cập nhật một chút để cho các bạn mình mà xem ha. Trong trại này gồm có 3 ghe ha cả nhà. Đây là chiếc ghe ăn thua năm rồi, chiếc ghe mới. Chiếc ghe này hồi năm rồi thì lọt vào top 32 đội mạnh à. Chúng mình năm hơi, năm tiên bọn nó phải tiếc ở chỗ nó bọn thuộc tầm tập kia. Và ban tranh thuộc vọt bằng phát. Ghe này năm rồi thì Nhật Bản gặp chiếc ghe dớt của chùa Bangkok thì bị thua do bị lỗi cần câu các nhà, bị lỗi cần câu. Vì thứ hai là họ đang tu tính và bạn phải chơi nó lời hoặc Bangkok và bạn học nông nông vọng làm cho kia tốt. Do bị lỗi cần câu thì đã cũng thua chùa Bangkok Phú Mỹ thì nằm ở 32 đội hiện tại cái nhà mình xem á. Cần câu cũng còn ở phía trên luôn. Bột mà đi sẵn ta thật nâu phùm Trường Thanh B. Phùm Trường Thanh trọc lòng phu phải trọc trăng. Đây là còn cây cần câu độc lạ đấy nha ha. Cây cần câu này là mồ u, chưa có sử dụng. Đó, cây cần câu mùa u ở nhà chưa có sử dụng luôn. Nó đón xin túi đậm cực tưng. Nó nét ngó năm còn văn sát mà đoạn ná đấy. Đây là những dầm tập vật ở trên cạn đó nhà ha. Bằng cây. Đó, để cho quả tục hạch đó, quả hạch đó là cốt. Đây là dầm tập cạn đó nhà. Đó, tập trên khô, tập trên vàng khô nè. Đó, này thua tục hấp á, ngập vô cầm lặng đây, này tập thể lực á, lấy sức cánh tay cho nó có lực. Đây, nhà nhà mình xem ha, cần câu mồ u, này là chưa có sử dụng luôn, nhìn con mắt nó thấy quá dữ, đòn tình chưa cha đâm kịch tưng, một tình nê cái đó, tưng cái Hà Nội đó. Hôm nay cũng chùa Muni Sankai cũng tranh thủ sớm rồi cả nhà. Hiện tại trà cũng sạch hết nước sơn rồi, bắt đầu mốt rồi bắt đầu chét chai. Chét chai xong khô bắt đầu lên quá văn ha. Thì cái nhà mình nhớ đăng ký để theo dõi ha. Hữu Thơm cũng cập nhật cho tất cả các bạn mình cùng theo dõi ha. Đó, có 3 ghe, ghe đó là ghe để tập vợt. Hiện tại thì họ đang chạy nhám xe tăng đó cả nhà, chạy nhám xe tăng để cho nó được lẹ hơn. Vừa mới trà nhám mịn lại cũng xong hết đây. Quận Thơm cũng cập nhật một chút để cho các bạn mình theo dõi. Quận Thơm là cần trang tích chú đồng bộ nhân tên đó hay là bảo bộ đồng bộ nhân bàn tên là chấm chú chạy chú like chú subscribe mình bây giờ tôi là bàn video thầm mây thì bằng thông tư viết đòi hỏi ở những hai bình chạp ở đây mà chọc cho về phần trong luồng ghê ha. Quá đẹp luôn rồi, cũng thơm đi quay cần câu cho cái nhà mình xem ha. Lát nữa cũng thơm đi quay cần câu đang chỉnh sửa xong hôm bữa cũng thơm không có kịp đến để chia sẻ và cập nhật cho mọi người xem. Mình mới chàng mô anh là chết bằng tôi thôi em bóng thấm bằng bạn mình mẹ tao mong quả lực chuyên là nên các bạn mong hết rồi liệt tộc cá trong quả là đoàn tôi chưa nộp ôn nâng tết nam tích rồi hiện tại trà tới đây ha. Nhưng ngọc ngày xưa thôi ai nè quá đẹp ha. Vậy cũng thơm mời cái nhà mình đi xem cần câu mới ha.
đang tập kết ở phía bên trại bên bển đó. Chúng em vòng thông mong bộ nhân tàu tia sana mơ tục ngô lại nghe mưa đó thành tôi mây các bạn hiệp trong ngày mình vòng thông bản của chun hoàn cảnh ở phía ngoài rất là đẹp, chúng ta sẽ tiếp nó càng cáo nữa sát của ta mình đi sân cây thật nào phùm trường khăn B phùm trường khăn sọc lòng phù khát sọc chăng. Vì chưa lâu tao lại nghe đó hồng tui chứ mới đó hồng tui mỗi cái nhà mình qua xem ha, từng câu nằm ngay phía góc bên đây nè. Thì nãy sư cũng chỉ để cập nhật cho cái nhà mình xem, năm nay thì cũng tranh thủ sớm à, từng câu cái nhà ha, đó hồng tui chứ bạn chật cầu chật lại hơi oi nè. Ô nhóc cây luôn cái nhà ấy, rọc đơm mùi phi bay buôn phạm mùi 7 cây 7 cây đã làm xong hết rồi nè. Và bên kia nhóc nữa chút cũng thơm cập quay bên kia cho cái nhà mình xem luôn để quay góc một chút nè. Đó và cũng đã sửa xong hết rồi nè, góc cũng đã bào tề rồi xong hết rồi, rất là đẹp luôn. Nào cái này rất là đẹp luôn nè ha, tranh thủ sớm vậy nó chất lượng. Hiệp trong mình là hơi dân đâu về mình là khó khó đâu mà mình sẽ tâm phạt lên cái nâu khẳng này sẽ đọc tiếp đó mà đám bia đến đó cái nó cào nó bia về đám tiếp để ôm nằm tàu ấy. Đây cũng còn hai cây nữa, mấy cây cũ. Ủa xâm bộ đó, toàn tôi chờ mình đi sân cây. Ở đây 4 cây nữa. Đây 4 cây nữa nè, bên đây thì không có đẩy gốc lại, này thằng cái buôn đâm chứ. Rất sát đó, dẹp trong mình nhớ nó vừa xuống đó. Dẹp nó sẽ nọc cây cái này, mình hột tỏi chập ở đâm cây rụp rụp ở toàn chất đó. Nó có sự cố gì mình được thay tóc hành luôn. Tại vì thôi cũng thơm mà cập nhật một chút thôi. Cũng thơm mà cũng xin chào tất cả các bạn ha. Chúc tất cả các bạn mình có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Cũng thơm mà cũng xin hẹn gặp lại cả nhà mình. Cũng thơm mà cập nhật tiếp tục về cái ngôi mới nữa cho cả nhà mình xem ha. Chính hình phòng thơm mà xôm ạ quân bằng bồn nhờ test nà lời kênh phòng thơm TV. Phòng thơm TV cơ xôm ạc đồ tầm này xin cơ xôm chun phô phòng bồn nhờ test nà lời kênh phòng thơm TV nữa. Sốc sợi một cái lần ngọt này bà đã xôn mà ở khuôn.